Xin chào mọi người, lại là mình đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem phiên bản 5.4 beta sẽ có những gì nhé. Đầu tiên là Soft Pastel Bass. Như các bạn thấy, Hoja of Thunder và Elysia sẽ là hai nhân vật tiếp theo được cho vào shop quân bị tác chiến. Và kèm theo đó chính là vũ khí và viết thánh của Hoja of Thunder. Bác nào đã có HOT thì chuẩn bị lên S2 luôn thôi. Wow. Tiếp theo là Alien Spoiler sẽ được cho vào shop vạn tượng hư cảnh và sẽ là viết thánh G3. Mình còn thiếu cái boss nữa, cho nên là quất luôn thôi. Bác nào chưa full thì chuẩn bị đá đi là vừa. Tiếp theo là Silver Wing sẽ được buff ở beta V2. Sẽ thay đổi về Bronya thì sẽ có đòn tấn công đặc biệt. Wow. Lời đánh trên không giống như kiểu là Hoja of Flameson. Uầy, mình thích cái hiệu ứng này. Ôi, nhìn đã mắt. Ôi, đáng đồng tiền bát gạo ghê. Ô. Tiếp theo là một số thay đổi ở chế độ vùng đất xưa cũ Elysian Dream. Đầu tiên là Silver Wing và Anjora sẽ được cho thêm vào chế độ này. Tiếp theo là khắc ấn của Eden, Sakura và Su sẽ được tăng thêm một khắc ấn nòng cốt. Hoặc là không thay đổi.
và Valkyria Arena Artemis thì sẽ được buff ở phiên bản này. Và không quên người em gái Fischl. Có thể nói ở phiên bản 5.4, chế độ vùng đất xưa cũ sẽ trở nên dễ thở hơn. Nói chung là rerun hói đầu thì ai cũng mệt và chán thôi. Cái quyết định thật là đúng đắn từ MiHoYo. Tiếp nối chapter 27 là chapter 28. Kế hoạch của Otto thì dần dần được thực hiện. Cùng nhau hóng thôi. Khi hoàn thành chapter 28, chúng ta sẽ nhận được một skin free của Rita và một viết thánh 5 sao. Ngoài ra vẫn còn một số thay đổi khác. Đây là huy chương kỷ lục hậu Honkai. Vậy là ở Beta V2 phiên bản 5.4 có rất nhiều thứ để chúng ta chờ đợi. Cùng nhau chào đón Beta V3 nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại thuyền trưởng trong các video tiếp theo. Bye bye.